Hôm nay công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam bộ ốp trang trí cần số cho dòng xe Ford phiên bản Ford F-150. Bộ ốp trang trí khu vực cần số được sản xuất bằng vật liệu nhựa với phần ốp nhôm phay xước. Đây, khu vực cần số nằm bên đây. Đây là khu vực để cốc. Đây là sản phẩm chính hãng Ford được công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất tại Mỹ theo tiêu chuẩn của Ford chính hãng. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe Ford nhập khẩu cũng như các dòng xe nhập Mỹ và nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi đây tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.